Chào các bạn nha. Sáng nay mình đi lên vuông đổ tôm. Mời các bạn cùng xem cùng theo dõi. Mình đi đổ tôm nhiều không nha. Giờ mình chuẩn bị cái xô. Rồi, mình đi đây. Giờ mình bơi đây ra tới vuông rồi đó các bạn. Tới cái lú đầu tiên, mình thăm cái lú đầu tiên đây. Sáng mình thức hơi trễ, trời nắng lên. Ây da, yên độ, yên độ. Bữa nay tôm chạy rồi các bạn. Đã quá. Tôm thẻ, tôm bạc, tôm sú đủ hết nha các bạn. Một cái được nhiêu đây? Rồi, mình đặt lại, tiếp tục mình đi thăm cái khác. Rồi, tiếp tục tới cái lú thứ hai các bạn ơi. Dở cái lú thứ hai này kìa. Xem như thế nào đây. À, chạy cá hả? Kênh Cà Mau Cuộc Sống Của Tôi của Chiếc Lê thì hầu như mình quay về cái cảnh bắt cua tôm cá tổng hợp thì nhiều, về cuộc sống hàng ngày của mình. Các bạn có vô xem nhé, đăng ký ủng hộ mình nha, mình rất chân thành cảm ơn. À, có số bự quá, có số bự là có tiền đó các bạn, tiền nhiều quá. Quá đã luôn, cua tôm cá tổng hợp. Ê, cá với tôm tổng hợp chứ, nó lộn nó lại nữa nghe các bạn. Cá với tôm này không có cua đây. Đấu lú xong thì mình đặt lại. Rồi sắp tới cái lú kế tiếp nữa các bạn ơi. Thế nào đây? Ui, cũng có lai dai. Đi đổ tôm mà nghe tiếng sú bún đảo các bạn. Ồ, bún ra văng ra ngoài luôn. Đây, mình bỏ vô. Đây, cho các bạn xem. Mới có đổ ba cái lú nhiêu đây nha các bạn, cũng nhiều lắm nha. Rồi tôm muốn ra ngoài luôn. Đây sắp tới ăn cái lú kế tiếp nữa các bạn. Mình thăm lú không thì nó cũng mau. À, cái này dưới số bự quá, chơi loạn đường này luôn. Mình khỏi mở đục, còn đường hôm nó mình thắt. Số bự quá nha các bạn. Đây nè, đây đàn tôm nó mới vô rồi các bạn, mới vô, nó chưa lọt vô trong luôn.
im độ luôn các bạn ơi. Cái này có thu hoạch đây. Đã chưa? Lú thưa thì hầu như mình bắt con chủ yếu là mình bắt con sú bự nha các bạn. Chứ mình không có bắt sú nhỏ. Sú nhỏ vô nó búng lọt ra hết rồi. Đây. Ở đây là mình đi tuốt trên vuông gì đây mà máy nó chạy ở dưới sông tuốt với nhà chứ. Thay gào bán thịt heo mà trên đây vẫn nghe luôn các bạn. À. Nó này im. Ngon lành các bạn ơi. À bún ra ngoài hết con ơi. Ồ đã quá các bạn ơi. Này dính sú bự không nha. Đây. Sú bự không. Cua này nhỏ mình thả. Con đầu này tôm nhóc luôn. Quá đã. Coi tôm nó chạy gì mới hấp dẫn ha các bạn. Đây. Quá đã các bạn ơi. Tôm nhìn mê luôn. Tôm chạy nhiều các bạn. Tôm thì có lúc trúng lúc thất. Mình có gọi búng ra ngoài. Mình quay ở đây thì cảnh này thì mình đi vuông quay, nếu mà quay hết cái nguyên toàn cảnh đi vuông mình á thì nó dài khoảng tiếng mấy, 2 tiếng hồ lận các bạn. Ở đây là mình cắt bớt những cái đoạn mà nó không hay, mình chỉ lấy những cái đoạn hấp dẫn, cái đoạn mà dính tôm đó nha các bạn. Mong các bạn cũng thông cảm nha, để các bạn vô xem á cho nó hấp dẫn hơn. Rồi tới cái lú kế tiếp nữa các bạn ơi. Ở đây mình kêu cái lú này bằng cái lú bắt quái, lú ship. Có những nơi thì người ta kêu bằng 12 chữ ngược cũng có. À, đây có hiếm cà phê ta. Sáng trời nó hơi gió. Với mấy anh đi giao bán trái cây, bán thịt heo rồi. Máy chạy đều cũng hơi ồn quá. Mong các bạn xem cũng thông cảm nha. À, cái này sao mà có con cua hay gì đây nè. Ăn chuỗi con tôm như thế này nè. Đây. Ôi giời ơi, cái lú. Anh chạy không chạy cá. Đâu mà cá không vậy nè. Cua này vô nó quấn xuống này nè bạn. Quấn xuống banh hết trơn nè. Mình thăm chậm thì có cua vô mà nó ăn tôm hết. Kiếm được một con tôm. Hai con tôm, ba con tôm nó quất hết con tôm này. Cua này cứng lên đây. Dạ, trời trời. Quặp cái tay liền ta.
Rồi, mình bắt được con cua này, thả giữa. Quay cho bạn, quay bạn xem cái nha. Ồ, nãy giờ nè, nãy giờ mình đi nhiêu đây các bạn, rất là nhiều nha. Mình thăm lú xong giờ mình đặt lại tiếp. Đây, mình tới trái lú nữa rồi các bạn. Cái này chạy cua. Nó vô nó hút con tôm nữa. Cua thì mình đặt lú. Dính cua mà mình thăm trễ cho nó ăn ăn tôm gì nữa các bạn. Ăn chiều lưới. Bắt cua này luôn. Đấu lú xong thì mình đặt lại. Đây tới đây mình nè. Tới lú tiếp tục mình thăm cái này nữa. Thăm cái này còn cái nữa là xong rồi đó các bạn. Trời ơi, ảnh lòi ra ngoài đi. Dằn. Đây. Rồi, vô rồi. Anh chui vô ngoài luôn. Lỗ lưới này thì nó bự lắm nha các bạn. Tôm nhỏ nhỏ là nó ra được hết trơn. Đây, một anh nằm trên đây. Rồi. Ăn xong luôn. Rồi, rồi tiếp tục chạy cá nữa. Này cá. Cá ú quay luôn. Nhìn quá đã luôn các bạn. Cá ú quá. Mình còn đổ lú này nữa xong nữa các bạn. Giờ dính tới này luôn. Lú mình đặt đây tới 3 hôm đó. Nó vô lú thì tôm vô lú thì mình bắt dính hết. Nó ra hôm này cũng còn hôm khác nha các bạn. Một hôm nè, hôm thứ hai, đây là hôm thứ ba. Đây. Đây, mình cho các bạn xem cái kết quả thăm lú buổi sáng của mình nha. Đây. Nhiều lắm nha. Hơn nửa sùng, hơn nửa thùng số B, số bô mình cũng vài trăm được các bạn. Giờ video mình quay cho các bạn xem tới đây nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn có thích về cái cảnh thăm bắt cua tôm của mình thì đừng quên ấn vào chuông đăng ký để đón xem những video tiếp theo các bạn nhé. Trước đây xin chân thành cảm ơn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha.